Nói là chủ đầu tư mở bán và chốt giao dịch thành công trong 21 ngày. Còn chúng ta đang mở bán, đây là sản phẩm Israel 2. Dọc nguyên cả 164 hectare này, chúng ta đã đưa vào hoạt động Intercom 5 sao, chúng ta đã đưa vào hoạt động Holiday Inn cũng 5 sao, và hai cụm này là 1.000 phòng. Hiện tại các anh chị xuống dự án đi tham quan, các anh chị sẽ thấy. Và kế bên là Water Park, công viên nước 3 hectare. Phía sau lưng là sân golf The Fluff, một trong 35 sân golf nổi tiếng nhất thế giới và một trong 10 sân golf hiếm hoi trên thế giới đánh golf và ngắm biển. Và sân golf này là tất cả rất là nhiều các anh chị có điều kiện tài chính tốt và có thu nhập tốt và mê đánh golf đều mê cái sân golf này. Thì các anh chị thấy nguyên cái dãy này á, là đây là Israel 2, và kế bên Intercom thì mình có một cụm 8 hectare này. Cụm này bên công ty đang xin cho người Việt vào đánh bài. Và kế tiếp nữa là một dự án khác sau Israel 2 chủ đầu tư sẽ triển khai, bao gồm villa và condotel. Và kế bên này nữa cũng là hai dự án tiếp theo nữa. Sau khi triển khai cuốn chiếu dự án kế bên này thì chúng tôi sẽ triển khai. Các anh chị đi từ Sài Gòn đi xuống mà thấy cái tòa nhà Intercom, và trước khi tới tòa nhà Intercom nó có cái mảnh đất rất là trống, nó chạy dài á, thì đó là mảnh đất mà chúng tôi sẽ triển khai trong vòng 3 năm tới, để nguyên cả cái khu phức hợp này nó trở thành một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất Đông Nam Á. Hiện tại mình đang có giấy phép cho người nước ngoài vào đánh bài ở khu vực Intercom gần đây. Thì kế cách đây 5 phút mình cũng có luôn cái sân bay Lộc An 240 hectare được chính phủ phê duyệt, cũng là sân bay của bên công ty dự án Hồ Tràm. Thì để giải thích cho lý do vì sao mà dự án sản phẩm Isora của mình luôn được nhà đầu tư đón nhận, thì cái sản phẩm mà lúc mà chủ đầu tư tự nhiên thiết kế ra thì tự nhiên tập trung vào hai giá trị chính cho nhà đầu tư và cho khách hàng. Thứ nhất đó là giá trị về nghỉ dưỡng, hai là giá trị về đầu tư. Khi mà sản phẩm khách hàng mua một sản phẩm không chỉ là sản phẩm để xuống nghỉ ngơi không thôi đâu, mà là sản phẩm này khách hàng có thể đầu tư và mang dòng tiền về cho mình hàng năm mà không cần phải làm gì hết. Trước tiên là các anh chị thấy vừa rồi nguyên cả cái khu vực bờ biển của Đà Nẵng, Nha Trang và Hồ Tràm, thì tất cả khách hàng mua sản phẩm mà biển là với mục đích là giá trị nghỉ dưỡng. Thì các anh chị hiểu là cái giá trị nghỉ dưỡng ở đây á, nó không chỉ nằm ở cái việc là xuống nguồn biển mà là chất lượng của cái resort và khách sạn đó nó như thế nào. Thì cái giá trị nghỉ dưỡng của sản phẩm Isora của mình á, hiện tại bây giờ các anh chị xuống cái khu phức hợp 164 hectare, các chị xuống thấy, nhìn thấy Intercom, nhìn thấy Holiday Inn á, thì mọi thứ rất là tiêu chuẩn 5 sao. Khi mà khách hàng của mình sở hữu cái sản phẩm Condotel của Isora thì cái giá trị nghỉ dưỡng của khách hàng cũng sẽ được y chang giống như vậy. Chỉ cần là sở hữu một căn Condotel và căn villa thì khách hàng sẽ được tận hưởng nguyên cả cái tiện ích của cái khu phức hợp 164 hectare, rất là nhiều nhà hàng, resort và rất là nhiều hồ bơi tiện ích ở bên trong. Đây là hình ảnh sơ, đây là sân golf. Thì ở bên trong của cái nhà hàng của mình á, các anh chị mình có rất là nhiều tiện ích, sân rất là nhiều hồ bơi, sân golf, mình có game center, mình có rạp chiếu phim và rất là nhiều nhà hàng. Thì hiện tại bây giờ ở dưới là khách hàng xuống mua sở hữu là đã tận hưởng được tất cả những cái tiện ích này rồi. Khác với những cái dự án khác là khách hàng sở hữu sản phẩm nhưng mà chưa có thực sự tận hưởng được cái
cái tiện ích nghỉ dưỡng của mình. Thì trong cái The Grand này của mình, đây là các thương hiệu và toàn bộ những cái tiện ích này đã đưa vào vận hành. Đây là sản phẩm mình đang mở bán các anh chị, Israel 2. Thì chúng ta có hai tòa, đây là tòa D và đây là tòa A. Tòa A thì A1 hướng bên này và A2. A1 là hầu như là mình đã chốt giao dịch được khoảng 90%. Tòa nhà A2 này là mình cũng chốt giao dịch được khoảng 60-70%. Còn tòa B, tòa đẹp nhất này, bên chủ đầu tư cũng chưa mở. Hiện tại bây giờ nếu anh chị tham gia vào bán hàng trực tiếp thì các anh chị có thể bán 10% còn lại của tòa A1 bên này. Và tòa A2 thì cũng còn lại chỗ hàng đang công bố. Hiện tại bây giờ cái villa này của mình á, mình còn 63 villa các anh chị. Thì mình có Bitfriends, có Sea Villa, mình có Sunrise và Beach Villa ở đây. Thì các anh chị thấy từ cái mức này trở lên là thì chủ đầu tư nâng cấp cao độ lên để cho tất cả các căn villa và condotel này đều nhìn được thấy biển. 100% condotel của mình đều thấy biển, tất cả các cái mặt và đều có balcony. Đây là cấu trúc về villa. Đây là beach fund các anh chị, còn này là sea villa, này là sunrise, cái này là beach villa. Hiện tại bây giờ lúc trước chủ đầu tư có mở bán cái đoạn bên này, bây giờ nhờ chúng ta mở bán cái đoạn bên này. Đây là hình ảnh sơ bộ của dự án. Tất cả các căn penthouse của mình đều có hồ bơi, hai phòng ngủ đều có jacuzzi, và đây là hình ảnh của căn beach fund. Đây là giá trị nghỉ dưỡng mà chủ đầu tư đang muốn mang tới. Thì khi mà sở hữu cái sản phẩm Visera, bây giờ hiện tại bây giờ 3 tỷ khách hàng bỏ ra mua, thì hầu như là cái condotel của mình giá là từ 3 tỷ cho tới 3 tỷ tư. Thì với 3 tỷ, 3 tỷ tư là khách hàng ngoài cái có được cái giá trị đầu tư thì khách cũng sẽ có được cái giá trị tiền nghỉ dưỡng. Thì giá trị tiền nghỉ dưỡng ở đây là trước tiên là khách hàng sẽ có được 40 đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại dự án Isora. Thì 40 đêm nghỉ dưỡng miễn phí, các anh chị có tưởng tượng là hiện tại bây giờ ở dưới Intercom và Holiday Inns 4 triệu tới 6 triệu một đêm mà khách hàng được nghỉ miễn phí từ 1 tháng tới 1 tháng rưỡi. Tưởng tượng như bây giờ các anh chị xuống ở chừng 3 ngày cho tới 7 ngày một tuần thôi, mình trả tiền cũng rất là nhiều tiền rồi. Còn chỉ khi sở hữu căn condotel ở đây 3 tỷ tới 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ 6 thì khách hàng ngoài cái giá trị đầu tư ra đã là được miễn phí, ở miễn phí từ 1 tháng tới 1 tháng rưỡi. Song song đó thì khách hàng sẽ nhận được 6% guarantee yield cho cái đầu tư của mình. Từ năm thứ 5 trở đi, khách hàng sẽ nhận được 30% trên cái doanh thu bán phòng. Đây là chính sách chương trình cho thuê.